Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin phép được tiếp tục với cả giải tích 1 và mình sẽ tiếp tục làm cái đề cuối kỳ mà mình đang dở. Thì hôm trước mình đã đến câu 2 rồi. Và hôm nay mình sẽ làm tiếp với cả câu 3. Câu 3 thì là một câu liên quan đến cực trị. Rất thú vị là cực trị này thì nó lại là cực trị của hàm một biến, tức là nó chỉ có x thôi. Hàm số mà người ta cho là như sau: fx bằng 3 arc tan x trừ len của x bình cộng 1. Thì rõ ràng là nó cũng không có gì đặc biệt cả, bởi vì đây là hàm một biến mà. Thì mình cứ đạo hàm xong rồi cho giải đạo hàm bằng 0, rồi sau đó xét chắc là y2 phẩy nhỉ, hoặc là mình có thể xét bảng biến thiên để xem là nó là cực đại cực tiểu. Thế thì đầu tiên là mình sẽ xét cái cực trị bằng cách là tính đạo hàm trước đã. Ở đây thấy là tập xác định của nó là R. Tập xác định là R bởi vì là arc tan x thì x có thể là từ âm vô cùng đến dương vô cùng thoải mái. Còn len của x bình cộng 1 thì x bình cộng 1 nó luôn lớn bằng 1 rồi, luôn dương rồi. Thế nên là x thì thoải mái. F phẩy x. Vâng. Nhìn thì kinh dị vậy nhưng khi mà đạo hàm ra thì thực ra nó lại khá nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Arc tan x đạo hàm ra thì nó lại là 1 trên 1 cộng x bình. Đó. Và len của x bình cộng 1 thì đạo hàm ra nó lại là 2x trên x bình cộng 1. Đúng không ạ? Đấy, bản chất nó chính là arc tan thì đạo hàm nó ra là 1 trên 1 cộng x bình. Còn len thì đạo hàm nó chính là u phẩy trên u. Đó, thế nên là mặc dù trông rất kinh dị nhưng khi đạo hàm ra thì nó lại chỉ còn một x thôi. Đặc biệt là nó lại rất đẹp như thế này. Đó. Thế ở đây tôi thấy là f phẩy bằng 0 khi và chỉ khi x là bằng 3/2, đúng không ạ? Đó. X bằng 3/2 thì nó sẽ là f phải bằng 0. Thì ở đây mình nghĩ là mình sẽ xét dấu 3/2, đúng không? Bên này là âm vô cùng, bên này là dương vô cùng. Y phẩy thằng này thì là bằng 0 rồi. Thế nếu mà nhỏ hơn 3/2 thì sao? Ví dụ x bằng 0 chẳng hạn. Thì rõ ràng là nó dương. Bên này là nó âm. Vậy thì y của nó sẽ là đi lên rồi đi xuống. Vậy đây là cực đại. Đó. Giá trị của nó sẽ là gì? Chúng ta thay 3/2 vào cái hàm ban đầu là hàm fx. Thay 3/2 ở đây, tính arc tan 3/2 và len của 3/2 bình cộng 1. Đó, thay vào fx sẽ ra được cái giá trị cực trị, cụ thể ra được giá trị cực đại. Điểm cực đại là 3/2. Đó, vậy bài này thì nó chỉ có một cực trị là một cực đại là như vậy thôi. Giá trị cụ thể thì mình xin phép để cho các bạn vào máy tính nhé. Mình thấy là nó cũng chả đẹp đâu. Đó, thì câu 3 này về bản chất thì nó cũng, theo mình thấy thì nó cũng chẳng có gì. Mình cũng không nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong đề cuối kỳ đâu. Tuy nhiên thì thôi thì cứ coi như là cái câu để gỡ điểm nào. Ok, nếu có thắc mắc gì thì các bạn để ở dưới phần comment nhé. Mình sẽ không bỏ qua bất cứ một bình luận nào đâu. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.